Xin chào tất cả các bạn. Thì video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách đó để mình quấn băng keo lụa cho những cái ống nước hoặc là băng keo điện cho những cái mối nối dây điện đó các bạn, ở trong những cái thế chật hẹp như thế này các bạn. Thì ở đây là cái đầu ra ngoài nè. Thì nếu như mà mình muốn quấn cái này đó các bạn, mà mình quấn theo cái cách này á thì nó rất là khó ha. Đó, nó chật hẹp mày, nó rất là khó. Thì để quấn được cái này đó các bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng và đúng kỹ thuật luôn đó, thì các bạn dùng một cái đoạn cây hoặc là cái lưỡi khoan gì cũng được các bạn, mình chở ngược cái đầu như vậy. Thì khi mà mình quấn cái keo lụa này đó các bạn vô cái cây này đó, thì các bạn không có nên quấn theo cái chiều này ha. Vì khi mình quấn theo cái chiều này đó các bạn, mình đưa vô đây đó, mình quấn vô nó cũng được các bạn, nhưng mà nó không có được ôm vào cái chỗ này nè, nó hay bị duỗi ra đó. Rồi cái băng keo lụa của mình nó như thế này các bạn, thì bây giờ mình xoay ngược cái lại, mình quấn ngược cái phần lưng của nó ha. Đó, cái chỗ này mình quấn cho nó nhiều nhiều chút xíu các bạn. Thì khi mà mình quấn ngược như vậy đó các bạn, mình đưa vô đây đó, mình siết á, thì các bạn thấy nè, mình lăn đến đâu á là cái keo nó nằm ôm đến đó. Đó, nó rất đơn giản như vậy thôi các bạn. Và cái keo lụa này đó, khi mình quấn từ dưới lên trên đó các bạn, thì nó theo cái chiều kim đồng hồ và nó cũng theo cái chiều răng của cái răng này ha. Thì khi á mình vặn cái nối này vô á là cái keo lụa nó sẽ nằm im luôn, nó ôm luôn và nó không có bị bung ra ha. Đó, nó rất đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn nếu mà cái chiều keo lụa đó các bạn mà mình quấn á nó ngược cái chiều này á, là khi mà mình vặn cái này vô á thì cái keo lụa này nó sẽ nhả ra. Rồi kế đến đó các bạn là mình quấn băng keo cho cái dây điện ở trong những cái thế chật hẹp hoặc chỗ mà nó vướng víu đó các bạn. Thì nếu mình để cùng băng keo như vậy đó, mình quấn cái mối nối này á, nó sẽ rất là khó. Tại vì mình banh ra như vậy á, cái cuộn băng keo này nó không có chui qua được các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ làm theo cái cách này giúp mình ha. Thì ở cái cuộn băng keo này đó các bạn, thì mình sẽ quấn ngược đó, là bây giờ mình xả nó ra nè. Thì khi mà quấn đó thì các bạn đừng có quấn theo cái chiều bên trong này ha. Đây nè, mình quấn theo cái chiều này á, thì một lát nữa đó các bạn, mình quấn vô trong cái mối nối này á, nó rất là khó. Tại vì cái mặt này á các bạn là nó dính, thì khi mà mình lăn như vậy á, nó dính á, thì nó rất là khó đi ha. Thì bây giờ mình bỏ cái này đi. Rồi bây giờ cuộn băng keo như vậy các bạn, thì bây giờ mình sẽ quấn ngược đó, quấn ngược cái phần lưng của nó đó, mình quấn ngược lại. Ở chỗ này á, mình có thể mình dùng một cái que gỗ hay là cái vỏ dây điện gì cũng được các bạn. Còn không á thì mình xe nó trực tiếp như vậy luôn ha. Rồi sau khi mình xe nó như vậy rồi đó các bạn, thì bây giờ mình quấn cái chỗ này nó rất là dễ. Bây giờ mình banh nó ra một chút nè. Đó, bây giờ mình sẽ lòn vô và mình quấn nó lại thôi. Đó các bạn thấy không, thì cái mặt dính nè, nó ăn lên cái vỏ dây điện nè. Đó, thì bây giờ cái chỗ này á mình lăn á là cái băng keo nó chạy đi thôi. Còn nếu mà mình quấn ngược chiều cái băng keo này á thì nó sẽ vướng víu, nó dính, nó rất là khó làm ha. Đó, mình lăn đến đâu chỗ này nó xả ra đến đó, rất đơn giản thôi các bạn. Rồi cái chỗ quấn băng keo dây điện đó các bạn, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha, rất là đơn giản, rất là dễ làm. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.